Tôi Bùi Văn Bằng xin kính chào quý khán giả của đài FPTN. Xin kính gửi đến quý khán giả Hội Thánh Công Giáo dành tháng 11 để cầu nguyện cho các người quá cố. Chính là sự báo hiếu và hiệp thông, báo hiếu biết ơn không chỉ mang tính nhân văn, nhưng còn mang chiều kích tâm linh biết tạ ơn đấng tạo thành vũ trụ và nhân loại. Ngày lễ cầu cho các linh hồn năm nay ngày mùng 2 tháng 11 năm 2018, giáo dân đi tham dự mang theo di ảnh của người thân đặt trên bàn thờ phụ để mọi người cùng hiệp thông cầu nguyện cho các ngài. Chiều hôm nay chúng ta cùng với giáo hội dân thánh lễ cầu nguyện một cách đặc biệt cho các đặng linh hồn. Các linh hồn còn đang ở lửa luyện tội. Các linh hồn của ông bà, cha mẹ, tổ tiên thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Các đặng linh hồn, các linh hồn mồ côi, các thai nhi và các linh hồn sinh lễ. Chính khi tưởng nhớ cầu nguyện cho những người quá cố là chúng ta đang sống trong mối dây hiệp thông với những người con của Chúa. Và chúng ta xác tín hy vọng ngày nào đó cùng được với các ngài hưởng vinh phúc với nơi Thiên Chúa. Để hôm nay chúng ta tưởng nhớ những người thân của mình qua đời, thì chúng ta cũng biết rằng hy vọng linh hồn của người thân của mình về với Chúa ở trên thiên đàng, trên hạnh phúc. Nhưng mà nhỡ như linh hồn của người thân mình chưa về được ở trên đó, vẫn còn đang ở cái nơi lửng lửng này mà người Công giáo mình gọi là lửa luyện tội hay là luyện ngục. Vậy thì bây giờ những linh hồn này đó, mình làm cái gì cho họ? Trên giáo hội rất hay, hàng năm vào những ngày lễ như thế này đó, nhưng chúng ta mình có hai việc. Việc thứ nhất là mình tưởng nhớ, lúc nào cũng vậy, nhớ tới ông bà tổ tiên, những người thân họ hàng quyến thuộc của mình, nhớ tới họ. Thành ra chúng ta năm nay đó, mình có di ảnh, bởi vì mình là con người mà anh chị em, mình còn sống, mình muốn nhìn thấy, để nó gợi là cái ký ức của những hình ảnh ở trong tâm hồn của mình về cái người thân của mình. Nhưng để chúng ta tưởng nhớ, mình không quên được. Từ ngày xưa tới giờ Chúa dạy mình không quên được đâu. Rồi sau cái, cùng với cái tưởng nhớ đó, chúng ta bắt đầu mới cầu nguyện. Những người thân yêu từ giã cõi đời chỉ là sự phân cách tạm thời nơi trần gian, chúng ta luôn cầu mong họ được sớm thưởng nhan Thánh Chúa. Chúng ta hãy dành tất cả lời cầu nguyện, những sự hy sinh, những việc bác ái, xin lễ, đọc kinh, viếng nghĩa trang, làm việc lành phúc đức, chia sẻ với những người nghèo khổ, giúp đỡ người bất hạnh, để cầu cho các linh hồn. Khi cầu nguyện cho các linh hồn cũng là đang cầu nguyện cho chính phần rỗi linh hồn của mỗi người chúng ta. Sau thánh lễ, vị chủ tế tiến đến nơi để di ảnh các giáo dân qua đời sông hương. Những anh chị em này đã tin vào Chúa Giêsu Kitô, người đã chết và đã sống lại trong sự sống mới. Giờ đây chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa đón nhận những anh chị em này vào hàng ngũ các thánh trên thiên đàng. Lạy Thiên Chúa rất từ bi nhân hậu, Chúa luôn xót thương những ai kêu cầu Chúa. Chúng con này xin Chúa khoan dung, nhìn đến các tôi tớ Chúa đây đã ly trần. Nếu vì yếu đuối lỡ lầm mà các tôi tớ Chúa đây vẫn còn mang vết nhơ tội lỗi và còn đang ở chốn luyện hình, thì xin Chúa thứ tha và sớm đưa các ngài về hưởng nhan Thánh Chúa trên thiên đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Mọi người cùng đọc một kinh tin kính, một kinh lạy cha, một kinh kính mừng cầu nguyện cho các linh hồn. Sau đó nhận lãnh phép lành và ra về trong lòng an tâm đã báo hiếu, như đi viếng đất thánh, thăm tổ tiên ông bà cha mẹ, người Việt Nam gọi là tảo mộ. Tôi Bùi Văn Bằng tường trình cho đài FPTN tại giáo xứ Thánh Giuse, thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina.